Chào mừng các bạn đã đến với kênh Kiến thức tử vi về tướng số của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã tướng số của mình cũng như của người khác. Nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để nhận được video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Và hôm nay Kiến thức tử vi sẽ mang đến với các bạn một video mới nhất và nóng nhất với nội dung tử vi về nhân tướng học trong năm 2019. Và sau đây xin mời các bạn hãy chú ý theo dõi và lắng nghe. Chúc các bạn xem video vui vẻ và những giây phút thư giãn nhất. Xem tử vi về nhân tướng học. Những ai lấy phải người đàn ông có một trong 10 nét tướng này là hôn nhân đổ vỡ chỉ là chuyện một sớm một chiều mà thôi. Khi xem tướng của người đàn ông thì người ta nhận ra rằng người đàn ông nào mà sở hữu một trong những đặc điểm trên đây thì thường không coi trọng việc gia đình và hôn nhân luôn chẳng mấy khi ổn định. Chắc hẳn mọi người đều rất quen thuộc với những câu nói phụ nữ hơn nhau ở một tấm chồng, tức là sau khi hôn nhân thì cuộc đời của người phụ nữ sướng hay khổ đều phụ thuộc rất lớn vào người chồng. Về chuyện chọn được một người chồng tốt, biết yêu vợ thương con là vô cùng quan trọng, nhưng làm thế nào để phân biệt được một người đàn ông có tốt hay không? Nhưng theo nhân tướng học khuyên bạn nên tránh xa những người đàn ông có những đặc điểm và gương mặt sau đây. Một là người có mũi nhọn và môi mỏng. Người đàn ông mà có một khuôn mặt như thế này đa phần đều là những người có mục đích khi quyết định theo đuổi một ai đó, hiếm khi theo đuổi một người thuần túy và vì tình yêu. Họ cũng hay gộp công việc vào chuyện tình cảm, dù đã kết hôn họ cũng rất dễ ngoại tình để kiếm lợi cho bản thân. Hai là người có sống mũi thấp và có ánh mắt yếu đuối. Xem tướng về người đàn ông thì người nào có hai đặc điểm này trên một gương mặt thường là người yếu đuối cả đời, đều thích trông cậy vào người khác, không có ý chí phấn đấu. Làm việc gì thì họ cũng muốn bắt chước theo người khác, không là người không có chính kiến riêng của mình. Dù đã có vợ con, họ cũng không có tinh thần cầu tiến, nỗ lực cố gắng để gánh vác trong trách nhiệm của gia đình. Ba là những người có sống mũi nhô cao, lộ xương sống mũi. Người đàn ông có xương sống mũi cao gồ lên giống như một cán dao, không đầy đặn. Có điểm đặc trưng là nổi bật nhất là rất biết ăn nói. Họ rất giỏi lấy lòng người khác, cũng như biết cách dùng lời ngon tiếng ngọt để quyến rũ và lừa gạt người khác giới. Nhưng khi yêu đương thì thường không có trách nhiệm, chỉ cần gặp được người tốt hơn sẽ nhanh chóng thay lòng đổi dạ. Họ cũng không phải là những người biết kiếm tiền và giữ tiền. Và theo nhân tướng học thì đàn ông có tướng này không kiên định, dễ thay đổi và vì thế không nên lấy làm chồng. Bốn là người có chóp mũi quá mức đầy đặn. Khi xem tướng người đàn ông có tướng này đại đa số là thuộc loại chỉ biết ăn chơi và hưởng thụ, không có chí tiến thủ. Nếu lấy về làm chồng sẽ không biết gánh vác chuyện gia đình, rất dễ rơi vào tình trạng phụ thuộc vào người vợ. Năm là trên sống mũi có vân ngang. Người đàn ông này thường hay gặp thất bại trong sự nghiệp và từ đó trở thành người hay dựa dẫm vào vợ hoặc người khác. Nếu cưới phải người như thế này thì gia đình khó có thể ổn định và hạnh phúc được. Sáu là những người có mũi khoằm. Người đàn ông có mũi khoằm là một người trong ngoài bất nhất, không nên bị vẻ ngoài lịch lãm cũng như những hành vi nhã nhặn của người này và quyến rũ. Nhưng trên thực tế họ không hề coi trọng chuyện tình cảm và hôn nhân của hai người. Về trong lòng thì tình yêu không quan trọng và lợi ích mới là điều họ quan trọng nhất. Bảy là người có bọng mắt, đuôi mắt có vân đào hoa. Xem tướng của người đàn ông, người có bọng mắt đầy thường là người rất dễ ngoại tình. Người đàn ông có vẻ bề ngoài như thế này thường rất giỏi nắm bắt về tâm lý người phụ nữ. Vì thế về đường nhân duyên với người khác phái là khá tốt, hay được phụ nữ tặng đồ. Vì thế nếu kết hôn với họ thì gia đình xảy ra chuyện lục đục là thường xuyên trong cuộc sống. 8 là người có ánh mắt
Long lanh, có một số người đàn ông mà sở hữu đôi mắt đẹp, lúc nào cũng long lanh như nước. Đây là tướng của người vận đào hoa rất vượng và đặc biệt ở trong giai đoạn từ 35 đến 45 tuổi. Nếu không biết giữ mình thì việc có những quan hệ ngoài luồng là khó có thể tránh khỏi. 9 là mắt đào hoa. Người đàn ông có đôi mắt đào hoa rất hấp dẫn người khác phái, vì thế tình cảm của họ lúc nào cũng khó có thể chung thủy với vợ. Họ rất dễ rơi vào tình trạng giải tình yêu khắp chốn, khiến nhiều người phụ nữ nhớ thương. Nhưng về ưu điểm của họ là đối với phụ nữ rất hài hòa, lịch sự, không tiếc tiền, rất biết tiêu tiền và biết dùng những lời lẽ để chinh phục người khác giới. 10 là người có lông mày giống phụ nữ. Nếu người đàn ông mà có dáng lông mày này thường là người có vẻ ngoài rất bắt mắt nhưng lại rất yếu đuối, không kiên cường, là người đào hoa cả đời. Nếu lấy người này làm chồng thì hôn nhân rất dễ gặp phải nguy cơ tan vỡ, bởi họ cực kỳ có duyên với người khác phái, dễ nhận được sự yêu mến của phụ nữ nên tình cảm thường bị dao động. Đây là tip của đàn ông mà tỷ lệ ngoại tình rất cao. Về phần 2 là tướng mạo đàn ông trời định sẽ làm quan to, phú quý, giàu sang cả đời. Phụ nữ nào mà lấy được thì cực có phúc. Người đàn ông sở hữu nét tướng dưới đây là luôn dễ dàng thành công trên con đường sự nghiệp, kiếm tiền như nước. Thứ nhất là người tai to mặt lớn. Theo nhân tướng học thì người đàn ông mà sở hữu tướng mạo tai to mặt lớn, tai dài là người thường sống rất thọ, phú quý trọn đời. Và ngoài ra, những người đàn ông kiểu này cũng dễ dàng thành công trên con đường sự nghiệp, nên rất có cơ đồ từ hai bàn tay trắng. Và sau tuổi 35, chắc chắn họ sẽ có một cuộc sống sung túc, vương giả và cuộc sống trong nhung lụa, không cần phải lo lắng nhiều đến chuyện cơm áo vào gạo tiền. Những người đàn ông này cũng là những người nhân hậu, nên trong cuộc sống hôn nhân họ khá hiểu và tôn trọng người bạn đời của mình. Họ sẽ là một người chồng hoặc người cha lý tưởng cho mọi người phụ nữ. 2 là người có lông mày thanh thoát. Theo nhân tướng học thì người đàn ông mà sở hữu cặp lông mày thanh thoát, đỉnh tai cao quá lông mày, thường là những người có tư chất thông minh từ nhỏ, học hành giỏi giang, nên khi trưởng thành họ sẽ thông minh xuất chúng hơn người. Nhưng người đàn ông này sẽ thăng tiến và có địa vị trong xã hội. Và bên cạnh đó, những người đàn ông có tính cách này thường là những người cởi mở, hiền lành, tốt bụng, thông minh và sáng suốt, không bao giờ đầu hàng trước những khó khăn và thử thách. Chính về những tính kiên định, chịu khó chịu khổ, về hậu vận của những người này rất tốt. 3 là đường nét trên môi rõ ràng. Một người đàn ông nếu sở hữu một tướng môi rõ ràng kết hợp với hai cánh mũi nở nang, thường là những người có tham vọng rất lớn, có ý chí kiên cường và luôn biết cách để vượt qua những khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Đây chính là mẫu của đàn ông có hoài bão lớn đối với đường sự nghiệp, không chịu khuất phục trước áp lực của bên ngoài. Họ sẽ có một sự nghiệp vững vàng và mang lại cho một cuộc sống thoải mái cho người phụ nữ của mình. 4 là người có sống mũi cao và thẳng. Theo nhân tướng học thì những người đàn ông mà sở hữu một sống mũi cao và thẳng đích thị là tướng mũi của người đàn ông có trí thông minh, tài ba xuất chúng, nên họ sớm thành công trong sự nghiệp. Về những người đàn ông này cũng là những người khá trung tình trong cuộc sống. Về hôn nhân, họ luôn là những người chung thủy với người bạn đời của mình. Về cuộc sống hậu vận, vô cùng sung sướng, an nhàn và là chỗ dựa vững chắc cho vợ con của mình. Về phần 3 là 4 nét tướng vừa cảm tình vừa phá tài của người phụ nữ. Nếu ai có một trong 4 nét tướng này thì sẽ lận đận cả đời. Theo nhân tướng học, đây là một trong những nét tướng mà nó cản trở về đường tài lộc của người phụ nữ. Thứ nhất là người có hàm răng lộn xộn,
Người xưa có câu, cái răng cái tóc là gốc của con người. Thế nên chỉ cần nhìn vào hàm răng cũng có thể đoán biết được về tính cách của một người. Nếu ai may mắn mà sở hữu những hàm răng đều trắng, thì chủ nhân của nó là người rất cẩn trọng, chu đáo và có một cuộc sống thuận lợi và bình yên. Ngược lại, nếu ai có một hàm răng mọc mất trật tự khấp khểnh, thì chủ nhân của người có hàm răng này có một tính tình rất cộc cằn hay nóng giận, nổi cáu với người khác. Mỗi khi mất bình tĩnh thì họ dễ dàng vung lời thô tục bất chấp tất cả để hạ lòng hạ dạ của mình. Đến khi mọi chuyện đã qua và nhìn lại thì người phụ nữ có hàm răng khấp khểnh trên không thấy còn ai bên cạnh mình nữa. Hai là người có mắt nhỏ, mắt ngắn và mắt ướt. Những người phụ nữ có đôi mắt ở một trong ba đặc điểm trên hoặc sở hữu cả ba đặc điểm thì xin chia buồn với bạn, bởi đó là một dấu hiệu của người phụ nữ yếu đuối. Thường là người phụ nữ đa đoan và về đường tình. Những người phụ nữ này thường gặp nhiều cảnh trái ngang trong chuyện tình yêu và hôn nhân, phải nuốt nước mắt mà chịu cảnh thiệt thòi éo le về ngang trái. Ba là người có vành tai mỏng. Những người phụ nữ có vành tai mỏng theo nhân tướng học hoặc là mẫu phụ nữ tự ti yếu đuối, đây là kiểu phụ nữ thích nương nhờ vào bóng tùng quân và hay mơ mộng ảo tưởng về một mối tình diễm lệ. Đồng thời, những người này thường có xu hướng về thần tượng hóa về chuyện người yêu và bám víu vào tinh thần người ấy. Đàn ông yêu phải những người phụ nữ này có đặc điểm này thường cảm thấy rất mệt mỏi và nặng gánh. 4 là người phụ nữ miệng rộng. Những người phụ nữ miệng rộng tuy không khắc phu như những phụ nữ có gò má cao, nhưng họ lại khiến cho tan hoang cửa nhà. Tan hoang cửa nhà là bởi nếu những người sở hữu những nét tướng này thì chủ nhân là người sống rất hoang phí, không biết tích cóp và tiết kiệm, càng không biết quản lý về tài chính. Chính vì vung tay quá chán, tiêu đến đồng tiền cuối cùng nên họ khiến bạn đời luôn cảm thấy mệt mỏi và áp lực, dẫn đến hôn nhân rất dễ bị tan vỡ. Đừng tiếc like và comment khi xem video này.